Hello, xin chào các bạn. Đây là bể bạc nuôi ốc. Và trước giờ chúng ta hay nên nuôi ốc á, trong bể bạc thất bại là như thế nào? Tại vì khi ốc ăn á, nó sẽ nhả phân ra, nó sẽ dơ. Đấy. Nó sẽ dơ như thế nào? Người ta thay nước không kịp. Cái phần ta nuôi trong bể bạc á, diện tích nhỏ ta nuôi mật độ dày, nó không cung cấp đủ cái lượng oxy để cho nó thoáng, chứ không phải là nó không có oxy. Có oxy nhưng mà nuôi mật độ dày ta phải tạo ra nước dọc chảy đây, hay là bơm motor nhỏ đây, motor nhỏ bơm nước đây. Đó, bơm rồi lọc qua tấm lá lọc ta phải sạch nước đó, mình hết bốn góc bốn lỗ để cho nó chảy đó. Nó vừa hút cạnh, ví dụ mình có thể di dời này. Đấy, mình để đây cái chỗ này ở đây, còn đây cho nó hút ba cạnh này đó. Hút ba cạnh đó. Đó, cái gì cái motor này gà để đâu nếu cái cạch cho nó cái đây rồi nó hút cạnh đó, nó hút cạnh nó hút cạnh vô nhau qua tấm lụa rồi nó vừa tạo dòng chảy luôn, ốc nó khỏe hơn, nước nó sẽ sạch hơn, đỡ dơ hơn.